À, về danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 12. Như vậy là thầy trò chúng ta đã đi xong cái khóa tổng ôn và trước đó là khóa nền tảng. Qua những cái tác phẩm văn học, những cái văn bản thì chúng ta đã tìm hiểu một cách khá là chi tiết nội dung các cái văn bản cũng như là những cái ý cơ bản, những cái kiến thức trọng tâm để phục vụ cho việc mà chúng ta cuối cùng đó là chúng ta thể hiện cái kiến thức đấy trong bài thi của mình. Hôm nay là bài cuối cùng trong khóa tổng ôn, đó là thầy sẽ dặn dò các em đó là những cái lưu ý khi chúng ta làm bài thi. Cái phần dặn dò này sẽ chốt lại cái khóa tổng ôn để chúng ta bước sang cái khóa thứ ba, đó là thực hành chữa cái bộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn. Thế thì khi mà nắm được những cái đơn vị kiến thức này thì thầy nghĩ rằng là nó sẽ rất là hữu ích cho các em trong cái việc mà chúng ta thể hiện cái kiến thức của chúng ta trong bài thi của mình. Bởi vì là bài thi nó không đơn thuần là một tờ giấy, có đúng không ạ? Đấy, mà cái quan trọng nhất đó là nó ghi lại cái kết quả của chúng ta, cái nỗ lực của chúng ta. Đấy, và cái nỗ lực đấy sẽ được các thầy cô giáo nhìn nhận, xem xét, đánh giá và cuối cùng là cho điểm nhá. Vậy thì chúng ta cùng bước sang nội dung của bài, đó là những lưu ý. Khi làm bài thi, những lưu ý khi làm bài thi. Thế thì có những cái lưu ý nào trong cái thực tế chấm thi trong khá nhiều năm, nhìn vào cái bài làm của các em thì thầy nhận thấy một điều thế này. Bên cạnh những em mà nắm chắc cái bố cục, cái hình thức trình bày bài thi một cách là khá là ổn, nghĩa là nó có tính thẩm mỹ, thì rất nhiều em học sinh chúng ta làm bài thi môn văn như bài thi môn sinh, môn hóa, môn lý khi mà chưa có trắc nghiệm. Đấy, nghĩa là chúng ta gạch đầu dòng, chúng ta đánh dấu sao. Đấy, chúng ta có cả cái cộng đầu dòng nữa. Thế thì đối với bài thi môn ngữ văn, đặt ra một câu hỏi, làm như vậy đúng hay sai? Làm như vậy đúng hay sai? Thế thì đối với môn ngữ văn thì các em chú ý là sẽ không có đúng sai. Nếu hình thức làm như vậy sẽ không có đúng sai, mà cái quan trọng là có hợp lý hay không, đúng không? Chính vì vậy cho nên là môn văn nó mới có một cái sự khu biệt với các bộ môn khác, bởi vì môn văn nó trình bày bằng thể thức văn bản, có đúng không ạ? Ngay từ hồi tiểu học chúng ta đã học cái cách mà viết đoạn văn rồi, đúng không? Mở đầu cho một đoạn văn phải viết thụt vào đầu dòng một chữ, viết thụt vào lề một chữ và đồng thời viết hoa chữ cái đầu, và kết thúc đoạn văn bằng dấu chấm, đúng không? Mà khi chuyển sang đoạn tiếp theo thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Những cái kiến thức đấy nó quá là đơn thuần rồi. Đấy, nhưng mà trong bài thi môn ngữ văn lớp 12, nhiều em vẫn không làm cái đó. Nhiều em vẫn không làm cái đó. Vậy thì thay vào gạch đầu dòng, cộng đầu dòng, các em viết thụt vào 1 đến 2 chữ. Thì trong bộ môn ngữ văn đấy, người ta quy định rằng bắt đầu của một ý, chứ không cần thiết phải gạch đầu dòng, không cần thiết phải cộng đầu dòng, có đúng không? Đấy, làm như vậy thì nó sẽ khiến cho cái bài văn của mình nó mất đi tính thẩm mỹ, có đúng không ạ? Đấy, mất đi tính thẩm mỹ là một. Cái thứ hai là nó không thể hiện được cái gì ạ? Cái bản chất, cái bản sắc của môn ngữ văn, có đúng không? Đấy, cũng giống như kiểu là một bài văn của chúng ta đấy, đúng không? Nhiều bạn là làm ba cục, nghĩa là một cục mở bài, một cục thân bài và một cục kết bài. Thế thì thay vào cái việc mà ba cục đấy, chúng ta có thể làm nhiều cục, một cục mở bài nhưng có đến nhiều cục thân bài, một cục kết bài. Bởi vì ở phần thân bài tương ứng với một đoạn văn sẽ là một ý, ví dụ như vậy nha. Thì cái đầu tiên thầy lưu ý các em đó là chúng ta chú ý về mặt hình thức trình bày. Một,
về hình thức. Về hình thức. Về hình thức nó đảm bảo những yếu tố nào? Đầu tiên là chữ viết. Có đúng không ạ? Có lẽ là rất nhiều em học sinh đang đau đầu về chính cái chữ viết của mình. Nhưng các em chú ý một điều rằng thế này. Nếu như chúng ta không viết được đẹp nhá, thì đừng cố gắng viết để nó đẹp. Bởi vì các em sẽ ngốn rất nhiều thời gian vào cái việc đó. Có đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Đấy. Bởi vì là muốn viết chữ đẹp về tiểu học. Tiểu học chấm chữ đẹp vở sạch. Thế còn từ cấp 2 trở đi thì các em chú ý là người ta chấm kiến thức trong chữ chứ người ta không chấm chữ. Nên chú ý một điều như thế nhá. Người ta đọc chữ của chúng ta, người ta tìm kiến thức chứ người ta không đọc chữ để chấm chữ đẹp hay chữ xấu. Đấy. Thế còn rõ ràng và tất nhiên rằng là một điều là gì ạ? À, chữ đẹp thì càng tốt. Có đúng không? Đấy là một lợi thế. Chữ bạn nào viết nhanh đẹp là một lợi thế của môn văn. Bởi vì nhìn vào đã thích rồi. Chữ đẹp nhìn vào đã thích rồi. À, đều tăm tắp, vuông chằn chặn, chữ nào cũng như chữ nào thì quá thích rồi. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà không viết được chữ đẹp thì các em không nên viết ẩu. Không được viết ẩu. Đúng không? Đã. Không được viết ẩu. Nếu mà chữ mà chúng ta đã xấu rồi mà chúng ta viết ẩu thì nói thật với các bạn rằng là nó sẽ thiệt thòi rất nhiều đối với cái bài làm của chúng ta. Đấy, thiệt thòi rất nhiều. À, chấm bài cho chúng ta là vào mùa hè, có đúng không? Thời tiết thì nóng bức. À, các thầy cô giáo ngồi chấm bài của chúng ta, có người được ngồi điều hòa, có người không chứ. Đúng không? Trời nóng bức mà nhìn vào cái chữ như gà bới thì chúng ta thấy là nó sẽ như thế nào? Đấy là một cái thiệt thòi cho các em. Mặc dù là các em viết rất tốt. Đấy, nhưng mà người ta không đọc được, người ta phải nhíu mày, người ta phải dừng lại thì nó sẽ không ổn. Đúng không? Vậy thì thay vào cái việc là viết chữ ẩu, viết chữ quá xấu thì các em hãy viết cẩn thận. Chữ phải đủ dấu, đủ nét. Ngừng ngắt có khoa học, nghĩa là dấu câu. Cố gắng viết cho cái chữ đấy làm sao ạ? Để người ta đọc được. Để người ta không nhíu mày, người ta dừng lại. Để người ta luận rằng là không biết là nó viết cái chữ gì đấy. Thế là nguy hiểm. Đúng không? Đấy. Mà như vậy thì người ta lại phải nối lại cái mạch văn mà người ta đang phiêu cùng với các em. Trong văn người ta gọi là cảm xúc. Và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến điểm số của chúng ta. Mà các em đi thi cần cái gì ạ? Cần điểm số. Cái đấy là cái quyết định. Điểm số là cái quyết định các em ở nhà hay các em đi học, các em làm việc khác hay các em học đại học. Điểm số nó quy định một bạn về quê, một bạn lên phố. Nó quan trọng lắm, nên các em hết sức chú ý nhá. Ở đây thầy dặn lại này, nếu như không viết được chữ đẹp thì đừng viết ẩu. Nếu như không viết được chữ đẹp, thay vào chữ đẹp là viết cẩn thận, đủ dấu để người ta đọc được. Dễ đọc thì càng tốt nhá. Đấy. À, thầy cũng là một người viết chữ không đẹp. Ở trong suốt các khóa học thì các em đã thấy, đúng không? Thầy viết chữ không đẹp. À, nhưng mà thay vào cái không đẹp đấy thì thầy viết không sai. Không sai chính tả. Và nhìn vào là đọc được, chứ không phải là khó đọc. Đấy. Ta phải đánh đổi như vậy thôi, đúng không? Ta lấy nọ bù cho cái kia. Nếu mà trong cuộc sống chúng ta cũng nói chuyện với nhau nhiều rồi, nếu như ta biết lấy cái nọ bù cho cái kia thì cuộc sống nó sẽ dễ thở hơn. Đúng không? Những kiểu cần cù bù thông minh ấy, đúng không? À, thì bạn thông minh, bạn học ít, tôi không thông minh, tôi học nhiều, đúng không? Tôi bù vào cái chỗ khiếm khuyết của tôi. Đấy là chuyện bình thường, đúng không? Cái điều thứ nhất về chữ em chú ý. Cái thứ hai là về dấu câu. Nào, chữ này, chữ viên. Cái thứ hai là dấu câu. Dấu câu. Thầy vẫn trêu với các bạn học sinh rằng là sau khi đọc bài xong của các bạn thì thầy sẽ lăn ra chết tươi. Vì sao? Bởi vì đọc bài văn của các bạn, thầy không được thở. Các bạn không cho thầy thở, nghĩa là không có dấu câu, không có dấu phẩy, không có dấu chấm. Mà dấu phẩy, dấu chấm ở trong bài văn nó không đơn thuần là dấu câu theo quy tắc tiếng Việt,
mà nó còn để cho người đọc ngừng nghỉ ngắt. Người ta đọc người ta phải lấy hơi chứ, làm gì có một hơi đọc hết một bài văn như thế chả lăn ra chết à, có đúng không? Đấy, cái vấn đề nó ở cái đó. Đấy, mà dấu câu thì chúng ta học miết rồi, tiểu học học rồi, sau trạng từ, sau trạng ngữ là có dấu phẩy, có đúng không? Diễn đạt xong một câu mà câu đấy nó đầy đủ thành phần thì là dấu chấm, đơn giản thôi, đúng không? Cái sự ngăn cách giữa các bộ phận là dấu phẩy, đúng không? Ví dụ à, ví dụ mị, một cô gái của núi rừng Tây Bắc, thì sau mị đấy phải biết không? Phải dấu phẩy, đúng không? Hoặc là phải dấu gạch ngang. Đấy, ví dụ như thế, đơn thuần thôi, đơn giản như vậy thôi. Đấy, và có một cái điều đó là sau khi mà viết xong kép không bao giờ các đọc lại cái đoạn văn đó, để điền dấu cho thích hợp, cứ viết thôi chứ không xem lại. Cho nên là khi đọc các bài làm của các em ấy, là người chấm giáo viên cảm thấy là tương đối khó chịu. Khó chịu bởi vì sao? Bởi vì là học sinh nó không cho thầy cô giáo thở. Đấy, và như vậy thì nó cũng sẽ gây hiểu lầm, đúng không? Đấy, như là các em đánh lộn, nhập nhèng giữa thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, nòng cốt câu. Đấy, nhiều khi nó gây ra một cái sự khó hiểu là không biết các em diễn đạt cái gì. Đấy, dấu câu nó quan trọng như thế nhá. Vậy thì một trong những bí quyết để đánh dấu câu chuẩn đó là gì ạ? Là chúng ta cảm thấy lấy hơi chỗ nào nó hợp lý thì chúng ta hãy dùng dấu chỗ đó nhá. À, dấu phẩy là ngăn cách các bộ phận mang tính chất liệt kê, thế còn dấu chấm là kết thúc câu khi câu đấy đã có đủ thành phần, hoặc là khi câu đấy được dùng với một mục đích khác, ví dụ như câu đặc biệt, câu rút gọn, có đúng không? Đấy, các thành ngữ thì chúng ta chú ý như vậy, cố gắng hạn chế để nó tránh sai sót. Chứ còn thật sự với các em là ngay cả những người lớn, đúng không? Ngay cả những người lớn còn sai, chứ đừng nói gì đến học sinh. Đấy, nếu như mà xét về quy tắc dấu câu về chính tả thì người lớn, thậm chí các thầy cô giáo, hay ngay cả như bản thân của thầy đây, đôi khi cũng còn nhầm, chứ đừng nói là các em. Thầy cũng phải nói thẳng như thế, không dấu nhá. Đôi khi một chữ này nhá, một chữ kia, mình còn phải chau mày mình nhìn lại xem là nói thế nào, và dùng dấu như này ổn chưa. Ý, người lớn còn thế cơ mà, đúng không? Thì các em, cái việc sai sót của các em là tất nhiên, không tránh được, nhưng mà chúng ta hạn chế nhá, hạn chế đến mức tối đa, có nhưng ít thôi, đừng có nhiều, đừng có để bài viết của mình nó thay vào mực xanh là mực đỏ của các thầy cô giáo thì buồn lắm nhá. Chú ý một điều như thế. Đấy, thì đấy là về cái dấu câu. Cái tiếp theo là về cái bố cục trình bày. Bố cục trình bày. Bố cục trình bày. Ở trong bài thi ngữ văn của chúng ta thì nó sẽ chia ra làm hai phần. Theo cấu trúc mới nhất của bộ nó là như vậy. Phần 1 là đọc hiểu, có đúng không? Phần 2 là làm văn. Phần đọc hiểu thường chia ra làm 4 câu hỏi nhỏ. Đấy, phần làm văn có 2 câu. Câu 1 là nghị luận xã hội, câu 2 là nghị luận văn học. Đúng ạ. Đấy, đến giờ này mà thầy Bình nói điều này thì chắc chắn các bạn sẽ phải mở tượng ra rồi, đúng không? Đấy, không được à, không được ừ nữa. Nghĩa là các bạn phải nghiên cứu cái cấu trúc đề thi của bộ, phải đọc cái đề thi năm ngoái các anh chị thi như thế nào, mặt mũi nó ra sao, có mấy câu vào nó vào bạn tác phẩm nào. Được chưa? Đấy, đề thi có hai phần, phần đọc hiểu và phần làm văn. Đấy, phần đọc hiểu người ta sẽ cho một cái ngữ liệu, cho một cái ngữ liệu. Ngữ liệu đó có thể là thơ, có thể là văn xuôi, và ở dưới là những câu hỏi nhỏ, có thể là 4 câu hỏi. Và kiến thức ở trong những cái câu hỏi đó liên quan đến gì ạ? Liên quan đến phương thức biểu đạt.
đúng không? Phong cách ngôn ngữ, phương pháp lập luận, các thao tác lập luận, đúng không ạ? Các biện pháp tu từ, nội dung chính của ngữ liệu, vân vân. Đấy. Nhưng vấn đề là thầy lưu ý các em là cái cách làm bài. Cách làm bài. Kể cả những câu hỏi của phần đọc hiểu, các em cũng không nên gạch đầu dòng. Nhá. Đấy, bây giờ thầy minh họa như thế này để các em thấy nhá. À, thầy lấy ví dụ đây là tờ giấy thi của chúng ta. Đây là tờ giấy thi của chúng ta. Thấy chưa ạ? Tờ giấy thi của chúng ta. Vì chúng ta được phát đề, chúng ta không phải chép lại đề. Cho nên là đầu tiên là chúng ta sẽ phải viết phần gì ạ? Chữ gì ạ? Chữ bài làm ngay ra giữa trang giấy. Đúng không? Bài làm. Có bạn thì gạch chân, có bạn không gạch chân, cái đấy không sao cả. Nhớ gạch chân cũng được mà không gạch chân cũng được. Đã. Thế thì bài làm theo cái nguyên tắc thì chúng ta sẽ làm tuần tự từ phần 1 đến phần 2. Đấy, từ phần 1 đến phần 2. Nhưng mà có em muốn làm phần 2 trước, làm phần 1 sau, không sao cả. Các em làm câu nào trước cũng được, phần nào trước cũng được, không sao. Đấy, phần làm phần. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì các em chú ý, đó là khi mà do đề thi nó có hai phần, cho nên là làm phần nào thì các em nên làm gọn phần đó nhá. Đấy, để nó tiện cho việc các thầy cô giáo theo dõi chấm bài của chúng ta. Bây giờ thầy lấy ví dụ là chúng ta làm tuần tự từ phần 1 đến phần 2. Rồi, bài làm này. Đây là lề. Được chưa ạ? À, đây là lề. Đây là lề. Đây là lề sẵn, kẻ sẵn ở trong tờ giấy thi. Đây là lề. Chỗ này là lề nhá. Lề trắng không có dòng kẻ. Được chưa? Thế thì bây giờ bài làm chúng ta làm tuần tự từ phần 1 thì các em đặt bút ở đâu? Đặt bút ở đâu? À đây. Đây là lề rồi nhá. Thì đây bắt đầu viết từ đây có đúng không ạ? Dòng kẻ từ đây thì theo nguyên tắc chúng ta sẽ thụt vào 1 đến 2 chữ và đồng thời viết hoa. Thầy lấy ví dụ là bắt đầu làm này. Phần 1. Phần 1. Đấy chưa? Hai chấm. Chúng ta làm tuần tự từ câu 1 cho đến câu cuối cùng của phần 1 này thì chúng ta sẽ bắt đầu làm như thế nào? À, câu 1 xuống dòng, câu 1. Câu 1 hai chấm. Lại xuống dòng tiếp. Xuống dòng để trả lời. Ví dụ câu 1 người ta hỏi là đoạn ngữ liệu trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Chúng ta không cần gạch đầu dòng nhá. Mà chúng ta hãy cứ viết thụt như thế này cho thầy. Bây giờ ta trả lời thế nào? Với câu hỏi là đoạn ngữ liệu trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Thì ta trả lời gì ạ? Bám vào câu hỏi để trả lời. Đoạn ngữ liệu trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận. Ví dụ như vậy nhá. Ta viết thế nào? À, đoạn ngữ liệu trên, đoạn ngữ liệu trên viết đây, bởi vì trên này thụt rồi có đúng không, sử dụng ngữ liệu ví dụ nghị luận chẳng hạn. À, câu 1 được chưa? Câu 2 lại thụt vào. Câu 2 lại hai chấm, bắt đầu làm từ đây. Ví dụ người ta hỏi là nội dung chính của đoạn ngữ liệu trên là gì? Thì ta trả lời như nào ạ? À, lại bám vào câu hỏi, đúng không? Nội dung chính của đoạn ngữ liệu trên nói về bờ la bờ la bờ la cái gì đó, đúng không? À, nội dung chính, nội dung chính, à, lại viết ra ngoài này của đoạn ngữ liệu chấm. À, xong lại đến câu 3, lại làm tuần tự như thế này. Thì các em có thấy rằng là bài thi của chúng ta, đúng không, nó có một cái hình thức nó vừa gọn, nó vừa đẹp, mà nhìn vào một phát là người ta biết làm câu nào, ý nào, và nó tuân thủ một cách nghiêm ngặt cái quy tắc của văn bản thỏ thuận, có đúng không? Đâu có cần gì phải gạch đầu dòng đâu.
đúng không? Đấy, mà trả lời đâu có đầu có cuối, bám vào câu hỏi để trả lời. Nhiều bạn trả lời cun ngủn. Câu 1, 2 chấm, nghị luận. Câu 2, 2 chấm, bàn về đọc sách. Ví dụ thế. Không sai, sai hay không? Không sai. Nhưng mà với môn ngữ văn thì không đáng làm như vậy. Nhá. Đấy, không đáng làm như vậy. Vì chúng ta có cách làm của chúng ta cơ mà. Có cách nói cơ mà. Đúng không? Có cách nói cơ mà. Đấy, cũng giống như kiểu là của cho không bằng cách cho ấy. Đấy, đúng không? Đấy. Chúng ta cầm một cân thịt, chúng ta ném vào người khác, chúng ta bảo đấy ăn đi, nó sẽ khác với cái việc là chúng ta cầm một miếng thịt nhỏ thôi, chúng ta cung kính hai tay đưa cho họ biếu bát. Nó khác nhau. Đấy, của cho thôi không bằng cách cho là đấy. Văn cũng như vậy nhá. Nếu chúng ta làm như thế này nó sẽ rất lộ. Được chưa? Đấy là về cái hình thức trình bày. Về hình thức trình bày thì các em chú ý. Chúng ta chỉ cần chú ý thôi, nó sẽ khác. Đúng không? Và làm như thế này nó sẽ tạo cho bài văn của chúng ta nó có tính gì ạ? Thẩm mỹ. Đúng không? Để tính thẩm mỹ. Mà trong văn thì yêu cầu của tính thẩm mỹ rất cao. Nó không những thẩm mỹ về hình thức mà nó còn thẩm mỹ về hình ảnh, về nội dung nhá. Thì đấy là phần về hình thức thì thầy trao đổi và dặn dò các em một số những cái điều như vậy. Và chúng ta sang phần 2 là về nội dung. Về nội dung. Về nội dung. Ở trong cái khóa tổng ôn thì thầy cũng đã lồng ghép khá nhiều những cái kiến thức này. Đấy. Thế thì về cái phần dặn dò nội dung thì thầy dặn các em một số những cái điều như thế này. Em chú ý. Nhiều bạn viết rất hay, rất tốt. Nhưng mà khổ một cái, xa đề, lạc đề. Chúng ta quy tất cả về phân tích. Chúng ta quy tất cả về phân tích. Nếu như là cảm nhận hoặc phân tích thơ thì gần như là chúng ta diễn xuôi thơ về mặt nội dung chứ không đề cập đến mặt hình thức nghệ thuật. Quy tắc phân tích thơ thầy cũng đã nói với các em rồi. Phân tích thơ là gì? Là chúng ta đi từ hình ảnh, từ ngữ, biện pháp nghệ thuật để tìm ra nội dung. Bởi vì thơ là gợi. Thơ rất ít tả, thơ gợi là chủ yếu. Mà nó phải gợi bằng cái gì ạ? Gợi bằng hình ảnh, bằng ngôn ngữ. Đúng không? Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. Ơi, con chim chiền chiện. Tại sao tác giả dùng từ mọc mà không phải từ nở? Tại sao là ở giữa dòng sông xanh mà không phải ở bên bờ sông xanh? Tại sao không phải là nở bên bờ sông xanh một bông hoa tím biếc mà lại là mọc giữa dòng sông xanh? Nó khác nhau. Đấy, như vậy sức mạnh nó được gợi ra từ câu từ. Hay là bài Tây Tiến của Quang Dũng, đúng không? Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Tại sao lại là đoàn binh mà không phải là đoàn quân? Vậy thì cái từ binh với từ quân nó khác nhau ở điểm nào? Đúng không? Đấy. Cái từ binh đấy nó gợi lên một cái gì đó, nó mạnh mẽ, nó hùng tráng. Đúng không ạ? Đấy. Và tại sao là Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc? Tại sao lại thế? Mà không phải là Tây Tiến đoàn binh không có tóc. Nó cũng là khác nhau. Đấy, thơ đó là nghệ thuật sử dụng câu từ. Có đúng không? Nhưng mà khi phân tích thì các em cứ diễn xuôi thôi, không đề cập gì đến nghệ thuật. Như vậy là không được, là sai. Nếu như phân tích thơ lại vậy, như vậy là sai. Được chưa? Cái nữa là chúng ta phải xác định được nội dung, thể loại, yêu cầu của đề. Đúng không ạ? Đấy. Đừng viết quá lan man. Đúng không? Đấy. Rồi là dẫn chứng, là lời dẫn trực tiếp thì chúng ta phải để trong ngoặc kẻ. Đúng không? Đấy, dẫn chứng mà, nó là lời dẫn trực tiếp. Cái câu thơ đấy, cái đoạn văn đấy là của nhà văn chứ không phải của chúng ta. Đấy. Cho nên chúng ta phải đưa vào trong dấu ngoặc kép. Đưa vào trong dấu ngoặc kép, thứ nhất là nó đúng quy tắc. Cái thứ hai, nó thể hiện sự trân trọng với tác giả. Có đúng không?
Đấy, nên các bạn hết sức chú ý như vậy nhá. Thế còn thêm một cái nữa, đấy là gì ạ? Cái đề văn tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hiện nay, hay là ví dụ như năm vừa rồi các em thấy, và các em tìm hiểu trong những năm trước đây các em thấy, kiến thức nó chia ra nhỏ hơn, nó không giống với thời của các thầy thi. Thời các thầy thi có mỗi hai câu thôi, một câu 4 điểm, một câu 6 điểm. Còn cái thời mà trước cái thời của thầy ấy chỉ có một câu thôi, 10 điểm. Đấy. Nhưng mà đến cái thời của các em ấy thì người ta chia ra thành có câu 0,5 điểm. Như vậy là tạo cơ hội hết sức để các em có điểm, đúng không? Đã không bị mất điểm. Cho nên là hãy cố gắng làm thế nào đấy để bài của mình được càng nhiều điểm càng tốt, và chúng ta tự chấm được điểm cho mình. Ví dụ câu nghị luận văn học 5 điểm thì làm xong rồi mình cảm thấy là à, cái câu 5 điểm này ít nhất mình cũng phải được 3,5 điểm. Đấy. Câu nghị luận xã hội 2 điểm, đoạn văn nghị luận xã hội 2 điểm, làm xong rồi, tâm đắc rồi, chắc chắn mình ít nhất phải được 1,5 điểm trở lên. Được chưa? Thế còn phần đọc hiểu thì kiến thức nó sờ sờ đấy rồi, đúng không? Đấy, kiến thức nó qua các cái cấp độ, đúng không ạ? Đấy, đọc hiểu, đấy, thông hiểu, vận dụng cao, vận dụng thấp. Ví dụ như là đoạn ngữ liệu trên sử dụng phương thức biểu đạt nào, thì ta nhìn là ta biết, đúng không? Ta nhìn là ta biết. Đấy. Hay là đoạn ngữ liệu trên nói về cái gì thì đọc nó ta biết là nó nói về cái gì, đúng không? Vậy ta hiểu rồi. Thế câu tiếp theo người ta hỏi là theo em thì cái câu cuối cùng trong cái đoạn ngữ liệu đấy em hiểu như thế nào? Thì ta hiểu như thế nào ta viết ra như vậy, đúng không? Đấy, kiến thức nó rất đơn giản. Và chúng ta phải làm nó cẩn thận. Đấy, nhá, làm nó cẩn thận. Vừa về hình thức, vừa về nội dung, để chúng ta có một bài thi đạt kết quả cao nhất. Nội dung là kiến thức. Kiến thức đó thì ở trong khóa tổng ôn và khóa nền tảng thì thầy trò chúng ta đã làm việc với nhau rất kỹ rồi. Nhá, rất kỹ rồi. Ở cái phần những lưu ý khi làm bài, lưu ý về mặt nội dung, nghĩa là thầy muốn các em xác định lại một lần nữa cái phương pháp là pháp làm bài, cái cách thức trả lời câu hỏi, để chúng ta đi đúng đường để có được một bài văn hiệu quả. Được chưa? Đấy. Thì trong cái bài học ngày hôm nay thì thầy cũng đã dặn dò các em một số những cái điểm lưu ý khi các em làm bài. Đấy. Thì trước khi bước sang cái khóa chữa đề và làm đề thì thầy dặn dò các em một số điểm như vậy, để khi chúng ta bước vào luyện đề làm đề, chúng ta sẽ không còn phải thắc mắc, phải bỡ ngỡ là làm như thế nào, làm kiểu gì nữa. Được chưa ạ? Chúc em ôn bài, học bài đạt hiệu quả cao nhất. Buổi học đến đây là kết thúc. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.